Shop Nick tự động, sĩ kẹo shop.com, shop app uy tín hàng đầu Việt Nam. Được rồi, ok, thằng nào nữa qua đây. Qua đây mày, lên bảng này. Như vậy là mình đã có được một kill rồi nha anh em ơi. Một kill đầu tiên luôn. 1x có rồi anh em ơi. Ui, tay súng các kiểu toàn đồ ngon này. Giáp chống nổ rồi này. Chết. Mình vứt mấy cái lựu choáng đi. Đơn giản là lựu choáng mình không có sai anh em ơi. Đạn súng trường hơi nhiều nhá. Lượm thêm đạn tiểu liên hợp lý hơn. Cũng như là lượm thêm máu này. 7 thứ máu rồi, ok luôn. Sửa giáp này, ngon lành. Đi thôi anh em ơi. Tiếp tục sang mạng thôi nào. Ơ mà bọn này có thêm bông keo không nhỉ? Để mình check xem anh em. Nếu mà có bông keo thì ngon. Chúng ta cũng hết bông keo rồi anh em ơi. À, một hầm sắt bên này nữa. Đó, có bông keo này. Anh em chờ xíu nhá. Lượm nốt được hai quả bông keo này. Một cái nòng súng 3 này. Đạp đạn cái đã anh em ơi. Ska thì cũng cần nạp đạn luôn nha. Đi nào các bạn ơi. Tầm này còn lại 29 người trên đấy cơ. Khá là đông. Thế nên là chúng ta sẽ phải đi săn chúng nó thôi. Ồ, không thấy ai nữa cả. Chán ghê ta. Xem mình sẽ xuống dưới này săn mạng nào anh em. Đùa chứ. Chả nhẽ là khu dân cư không có ai à. Xuống dưới này rồi mà vẫn chưa thấy ai anh em ơi. Đậu xanh. Chúng nó lại trốn hết cả rồi à. Ủa. Không thể đâu nữa anh em ơi. À đây, trên này có người nha anh em ơi, một đứa trên này nhá. Đâu rồi em? Thằng bé nó không chịu xuống à? Trách mình cẩn thận nha. Dính mình cả là đai đấy. Nó bên này, lên bảng. Nó định xấy mình cơ anh em, xấy sao nổi. Let's go này. Trước mặt có người này. Đi thôi anh em ơi. Ôi bắn nhau gắt thế. Ai lại bắn nhau gắt thế các bạn ơi. Bắn nhau gắt thế. Ok hay lắm. Một đứa ở đây nữa. Đây nữa à? Đây nữa hả em ơi. Rồi chạy đâu em ơi. Đây nữa hả? Lên bảng đi. Hình như là còn một đứa bên này nữa hả? Thằng kia nó chạy mất tiêu rồi. Lấy xe đuổi theo nó là hợp lý nhá. Xem xác có gì không đã. Thêm được ít đạn tiểu liên. Đi thôi anh em ơi. Mày dám chạy hả em ơi. Còn một thằng nữa mà nó lấy xe nó chạy mất tiêu rồi. Bên dưới này. Qua đây. Giá thêm ơi. Ai cũng máu có đã không. Giá thêm ơi. Làm gì mà giá thế hả em. Từ từ em ơi. Làm gì mà ra thế hả mày. Bắn ra thế nhỉ. Ok. Mình sẽ quần máu cái đã anh em ơi. Hơi căng xíu. Tầm này là chẳng có lại quả bông keo nào luôn. Có hai quả xài hết rồi anh em. Vứt lựu choáng ra ngoài và đi kiếm thêm bông keo thôi. Sửa giáp này. Giáp lại ngon luôn. Bông keo hả đây rồi. Tưởng gì chứ bông keo đơn giản thôi. Có 4 quả bông keo rồi nha anh em. Thằng này có không? Nó không có. Hòm xác đây thì thế nào? Không có rồi anh em ơi. Thôi kệ đi. Ơ mà xe nó vứt đâu rồi. Ui. Đây. Xe nó cũng nát à.
Ơ vãi trưởng. Tưởng xe chạy được cơ. Ok anh em, tầm đấy còn tận 18 người chạy nữa cơ. Theo chân kẹt đi sân mạng nào anh em. Mo thì nó càng ngày càng nhỏ và bây giờ nó sẽ thu lại tại thung lũng nha anh em. Tầm này nếu như mà có xe ấy, thì chạy nó sẽ lẹ hơn. Để xem đi kiếm xe coi. Ở cái đoạn đường này nó rất hay có xe anh em ơi. Mà bọn kia chúng nó lấy xe, chúng nó lấy xe chúng nó chạy mất tiêu rồi. Thế đâm ra lại không có à, đây đây. Mo càng ngày càng nhỏ rồi nha anh em ơi, xem ra là hơi bị gắt đấy. Mình sẽ lên trên con thế nào anh em ơi. Lại quay trở lại vị trí thung lũng thôi. À có xe này. À không, nó là cái tảng đá anh em ơi. Tôi tưởng xe đậu xanh. Lên trên cái đã. Đùa chứ anh em, chỉ là cái tảng đá. Thế nào mà mình lại nhìn ra được xe nhỉ? Trông lại lạ đời nhỉ. Hòm tính thì ngay ở dưới UAV này. Check coi xem UAV có ai không đây. À một đứa, một đứa. Hai đứa luôn anh em ơi. Nó đang chạy qua hướng mình này. Gát. Hình như là ở hướng đấy thì có đứa thủ tròi. Ok, có đứa thủ tròi phải không vậy? Tiến lại gần hơn nữa. Làm gì đấy? Làm thế em ơi. Hay lắm, dựng bóng keo luôn phía sau này. Dựng em ơi. Bây giờ anh để lên này, chú có mặt chạy đằng trời. Hai đứa luôn này. Căng, mình ở trên này là mình có lợi nhất nha. Còn máu đã. Làm sao đấy các bạn ơi. Xảy nhau cả, xảy nhau cả. Dụng này thằng kia. Thằng kia nữa. Còn một đứa sót tờ đá anh em ơi. Cho nó dụng luôn bây giờ. À, làm sao dám canh anh nhỉ? Thích canh anh không em ơi. Nó vẫn đang đứng đấy. Bây giờ chạy xuống thì hơi tốn mông keo. Đây là mình không chạy đâu. Vãi cả trưởng, không chạy nó không thèm chơi anh em ơi. Qua đây em ơi. Làm gì đây? Đu đổ cả, đu đổ cả. À hay lắm. Hay lắm em ơi. Hay lắm em ơi. Hay lắm này. Chạy vào. Chú tuổi gì chơi với anh? Làm sao đấy em ơi. Thằng này chuẩn bị cho nó lên bảng nha anh em ơi. Lên bảng điểm số đi. Sống hơi dai rồi đấy em ạ. Sống hơi dai rồi đấy em ơi. À liệu đi em ơi. Một quả liệu này. Chạy đâu? Chạy đâu? Chạy này. Thích chạy không em? Thích chạy không em? Cái đậu xanh này hay lắm. Cái đậu xanh này hay lắm này. 7 kill. Tưởng solo với anh mà dễ ăn à. À có một quả liệu nữa này. Lượm thêm liệu nha anh em. Bên này có gì đây? Sửa chữa giáp này. Thế thôi anh em. Mình còn tận tập được 8 túi máu mà. Ê, nghe vừa đến giờ. Thôi kệ đi. Lên tròi chú tạm cái đã. Bây giờ mà cứ chạy là xanh mộ đấy, không chờ đâu. Mình sẽ ngồi ở cái tròi này. Đấy. Ngồi đây chú bom rơi đấy anh em ơi, không bom rơi vào người cái đai lại hỏi tại sao. Với cái bộ trang phục Holy này ngày hôm nay chơi game cẩn thận xíu nhỉ. Còn kiếm top 1 nữa nhỉ anh em. Ok này. Bo càng ngày càng nhỏ rồi nha anh em ơi. Xíu nữa bo là thu tại trung tâm thung lũng nha. Let's go. Tầm này chạy bao là hợp lý rồi nhá. Mỗi tội là mình còn mỗi cái quả bom keo duy nhất. Hơi chán xíu nhở. Một quả thì tầm này chơi hơi khoai. Xuống đây xem biết đâu là chúng ta sẽ có thêm bom keo nha. Không có. Đào đâu ra một keo tầm này hả anh em. Bên dưới này canh xem có ai chịu bo không này. Không có anh em ơi, lên trên đi. Ui gát.
5 thằng nữa. Xem làm sao cố gắng kêu được nó 5 thằng nữa là ok, top 1. Chưa nghe được tiếng chân lạ ở đâu anh em ơi. Đây bọn đang rất nhỏ rồi. Uầy, không thấy ai cơ các bạn ơi. Chúng nó lại chạy đâu hết rồi cả ta. Chắc là trốn hết rồi. Ê, có tiếng giảm thanh. Bên này, bên này. Gắt à nha. Đâu rồi? Trong căn nhà kia hả? Thì đứng canh nó thôi. Ê, xung quanh mình có người. Gắt. Có đứa ở ngoài hả? Vãi cả trưởng. Vãi cả trưởng có đứa ở ngoài hả? Vãi cả trưởng. Vãi cả trưởng có đứa ở ngoài hả? Mình không ngờ luôn anh em ơi. Gắt. Hơi căng rồi nha anh em, quần máu đã. Công nhận là căng thật. Kìa kìa, nó kìa, nó kìa. Nó kìa anh em ơi, nó kìa anh em ơi. Mày chạy đâu Hải ơi, chạy đâu Hải ơi. Dựa món kèo ở nhanh lắm, được. Hay lắm em ơi. Tầm này mình nghĩ là mình nên chạy vào bo trước nhá. Vào bo trước để có lợi thế tốt hơn này. Còn tận 3 thằng nữa cơ mà. Lúc này cơ hội chiến thắng của mình mới chỉ có 25% thôi. Cứ vào bo trước cái đã đấy, cho nó an toàn. Rồi kêu ai thì kêu, ngại gì nhỉ anh em. Đứng đây chờ cho nó vào bo thôi. Vả xanh mộ cho nó này. Vả cho nó này anh em ơi. Chạy đi. Bây giờ anh đứng ở đây em làm chủ nhá. Đứa nào vào đây anh sấy cho xanh mộ. Sấy cho lên bản điểm số luôn chứ ngại gì nhỉ. Một đứa nó chạy vòng rồi anh em ơi. Thế thì ra sau tảng đá sẽ là một vị trí tốt nhất. Tầm này là ok rồi. Đấy. Chờ cho nó vào mo thôi anh em ơi. Một đứa dưới à? Một đứa dưới à? Cái đậu xanh này. Làm sao đây em? Sơi anh đâu phải dễ đâu. Sơi anh đâu phải dễ đâu thật kia. Làm sao đây em? Chạy đi em. Chạy đâu Hải ơi, chạy đâu Hải ơi, chạy đâu Hải ơi. Cái đậu xanh này. Chạy đâu Hải ơi. Ui, gắt. Hết đạn. Vãi trưởng. Ui dồi ôi. Thua nó đúng một hai viên đạn thôi anh em ơi. Vâng, ngày hôm nay mình gãy cánh tại đây. Như vậy là để coi nào. Mình dừng lại top 4 với 8 kill. Chán thế nhỉ anh em, gãy rồi. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Nếu như các bạn thấy video của mình hay thì đừng quên để lại một like. Và hãy nhấn vào đăng ký kênh, bấm chuông để nhận được thông báo khi mình đăng video mới nhất nhé.